ngày 6 tháng 11, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra làm rõ vụ anh BVT, 33 tuổi, ngụ phường 10, thành phố Đà Lạt, đang ngồi trong nhà hàng cùng vợ và ba con nhỏ, bất ngờ bị đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, khi gia đình anh T đi ăn uống tại một nhà hàng, nhận ra người quen đang ngồi cùng hai thanh niên mặc áo đen ở bàn gần đó, anh T liền đến chào hỏi xã giao, sau đó quay về bàn của mình bất ngờ hai thanh niên mặc áo đen bước đến gần anh Tê, sau đó vài câu trao đổi qua lại, một thanh niên mặc áo đen cầm ly đánh thẳng vào mặt anh Tê. Thấy cha bị hành hung, máu chảy tràn xuống áo, các con của anh Tê hoảng loạn khóc lóc kêu la cầu cứu. Vụ việc được camera của nhà hàng ghi lại, anh Tê khẳng định không có mâu thuẫn với hai thanh niên hành hung mình, chứng kiến cha bị hành hung, các con của anh vô cùng hoảng sợ. Ngày 11 tháng 7, Công an quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết đã tiến hành tạm giữ với tài xế xe 16 chỗ gây tai nạn khiến hai thanh niên đi xe máy thương vong. Sự việc diễn ra chiều ngày 5 tháng 11 tại đường Nội Đô, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm. Tài xế xe 16 chỗ được xác định điều khiển xe với tốc độ kinh hoàng hơn 80 km một giờ trong khu vực đường Nội Đô. Vào thời điểm này, một xe máy của hai thiếu niên đang đi sang đường. Do tốc độ cao, xe 16 chỗ đã hất văng hai thiếu niên vào lề đường. Theo thông tin ban đầu, một trong hai thiếu niên đã tử vong, người còn lại đang được điều trị tích cực. Qua xét nghiệm, tài xế xe 16 chỗ không có nồng độ cồn trong cơ thể. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hôm nay, ngày 7 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thiện Thi, sinh năm 1959, ngụ thị trấn thứ ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, ông Thi là trưởng văn phòng công chứng An Biên và cũng là công chứng viên. Từ tháng 7 năm 2018 đến cuối năm 2018, ông Thi đã để nhân viên hai lần tự ý ra ngoài nhận hai hợp đồng chuyển nhượng đất của người khác đã ký sẵn. Trong đó, qua điều tra, hai hợp đồng này đều là chữ ký giả chủ đất rồi mang về phòng công chứng để ông Thi ký xác nhận. Việc làm trên của ông Thi đã gây thiệt hại cho người khác cụ thể là đất chính chủ hơn 10 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra tiếp tục để làm rõ. Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1981, trú tại huyện Đắk Rlấp, Lấp, tỉnh Đắk Nông, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó, vào đầu tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh năm 1991, trú tại huyện Đắk Rlấp, Lấp, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận từ 3.000 đồng đến 1 triệu một ngày đến 4.000 đồng một triệu một ngày, tương đương từ 109,5% một năm đến 146% một năm. Bước đầu xác định, Phúc thu lợi bất chính từ việc cho đào vay tiền trên 873 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.